một nhóm người lừa đảo bán điện thoại kém chất lượng bằng chiêu rao bán trên mạng, giả làm người của Thế Giới Di Động để đưa nạn nhân vào chồng. Những chiếc điện thoại trôi nổi, linh kiện lắp ráp bị nhóm người lừa bán dưới nhãn mác của điện thoại iPhone chính hãng, giá cả chục triệu đồng. Một nạn nhân chia sẻ, người bán đã cài số điện thoại của người nhà nhưng lưu thông tin là tổng đài của Thế Giới Di Động, bảo tôi đọc số IMEI đi kiểm tra. Khi tôi đọc xong, đầu dây bên kia báo là máy chính hãng, tin tưởng nên tôi đã mua. Khi có người gặp đòi lại tiền, trả điện thoại thì xuất hiện một nhóm người đe dọa. Đại diện Thế Giới Di Động khẳng định họ không có hình thức gọi điện tổng đài để xác minh nguồn gốc và bảo hành bất kỳ sản phẩm nào, chỉ bán hàng trực tuyến trên hai địa chỉ thegioidiđong.com và điệnmaixanh.com. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.